sống ăn nhằn gì nữa. Chơi game đi, xong rồi tìm kiểu gương. Help me. Bà chỉ là sức quay thôi. Rời nhưng kinh game dễ hơn một tên kia nhỉ? Hay biết được. Kinh game dễ lên sắt thì sao mà chú nó cày được nhiều quá. Cổng dịch chuyển ở đây. À hôm qua có một kênh để dịch lấy nút vào các hên xui. Có cây thì mấy ca kìa thầy? Có cây 95k rồi đây. 95k. Sao 100k đây? Là cái nào đấy? Mới thì mới. Đầu năm ngoái bọn anh mới làm á. Nó có bị hay bị như đầu năm nó hay được vậy á? Sao có lúc nhạc đấy? Gì? Ta ta đang hỏi. Đầu năm ngoái là cứ tầm này là không, năm ngoái làm tầm này vẫn ngon, là ngon. Phải tầm này là ngon rồi. Tin ta bảo tí. Đam mê. Đập lại. Tí nữa. Đó là đài. Em bạc bên kia đi. Tập được cái cây. Cái chi mấy ca. Chi mấy làm sao mà lấy được, 100k mới lấy được. Phải như lê. Bơm sao? Bơm bao nhiêu? 8.000. 8.000 là bao nhiêu? Mấy triệu rồi đấy. Nó hiện vẫn hiện kiểu là để nhận đấy, cho đến khi mình nhập cốt rồi nó mới báo. Sao lại không đến vậy? Làm chết. Nhớ tìm trận mới. Bắt đầu á. Đâu nhỉ? Mai đến không? Okay. Nó không up story rồi. Mà không up ok nữa. Sao không up?
Mình bỏ được bản gì nhỉ? Lại hết tiền rồi các bạn ơi, cho mình vay ít tiền đi, mình sống con này. Thế là buổi chiều đến không học cái gì? Tết đúng rồi. Tại em còn đợi. Xong dậy là mờ. Ờ, tí là chiều nay tí người ta đến, người ta ngồi, người ta xem hoạt hình Baby Bird. À, buổi sáng rồi không ạ? Thì cũng chỉ mấy cái cơ bản, nhưng chiều nay người ta có động vào đâu. Chiều nay người ta xem hoạt hình mà. Đấy là anh ấy không động chứ. Tôi bảo anh ấy là người làm phòng bên tay mà. Chứ là sao mà mất hai ngày rồi.